Vụ án tại Tịnh Thất Bồng Lai hay còn gọi là Thiền Am bên bờ vũ trụ đang là chủ đề thu hút sự chú ý của dư luận. Hiện ba đối tượng tại đây đã bị cơ quan công an khởi tố bắt tạm giam để điều tra, trong khi ông Lê Tùng Vân thì đang trong quá trình tại ngoại bị cấm rời khỏi nơi cư trú. Giữa biển lớn như vậy thế nhưng mới đây vào ngày mùng 1 Tết, ông Lê Tùng Vân và những thành viên trong Tịnh Thất Bồng Lai vẫn làm clip đăng tải lên kênh YouTube và trang fanpage trên Facebook khiến nhiều người quan tâm. Trong clip, ông Lê Tùng Vân vẫn xuất hiện bên cạnh chiếc võng quen thuộc, tự xưng là sư phụ Lê Thanh Nhị Nguyên. Người quay clip giới thiệu rằng dù Tết năm nay buồn nhưng Tịnh Thất Bồng Lai vẫn cố tổ chức với lý do để các em nhỏ sinh sống tại đây có cái Tết như người ta. Đáng nói, mặc dù ba đối tượng Nhất Nguyên, Nhị Nguyên, Trùng Dương hiện đang bị khởi tố và bắt tạm giam, nhưng ông Lê Tùng Vân vẫn thản nhiên nhắc tới, nói rằng đây là đại nạn, thử thách trên con đường tu học. Ba vị đó học bài học đó mà tiếp tục hiền lành như trước đây, dẫu cuộc đời đối xử với mình như thế nào thì kệ nó, ông Lê Tùng Vân nhấn mạnh. Thấy ông nội cùng những thành viên trong Tịnh Thất Bồng Lai sau đó mỗi người cầm một cây nhang trên tay, gửi lời chúc mừng năm mới và đón giao thừa. Trong suốt đoạn clip, Nhị Nguyên liên tục lia máy quay đến các thành viên khác sinh sống trong Tịnh Thất, bao gồm cả các em nhỏ. Thậm chí còn liên tục hỏi cảm nghĩ của các em, bày tỏ sự nhớ nhung dưới nước mắt khi nhắc đến các thầy đang bị bắt giam khiến nhiều người thấy phản cảm. Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã tiếp tục trở thành chủ đề khiến nhiều người bàn tán. Rất nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ, chỉ trích việc nơi này liên tục lấy trẻ em ra để câu view, câu like, thậm chí còn kêu gọi tẩy chay kênh YouTube của Tịnh Thất Bồng Lai. Được biết, hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra đang xem xét khởi tố thêm tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng tội danh loạn luân, cơ quan này xác nhận đây là vấn đề phức tạp, khó xác định hành vi phạm pháp của ông Lê Tùng Vân. Vụ việc hiện tại vẫn đang trong quá trình được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.